Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày 10 tháng 6 năm 2024, nhằm mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ. Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, nhân dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, bệnh nhân ung thư và người nuôi. Tết Đoan Ngọ là một ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam, được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Đây là dịp để mọi người cùng nhau sum vầy, quây quần bên gia đình, thưởng thức những món ăn đặc trưng và cầu mong sức khỏe, bình an cho bản thân và gia đình. Năm qua, với sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, sự nỗ lực của đội ngũ y sĩ, nhân viên và sự kiên cường của các bệnh nhân, phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác khám chữa bệnh ung thư. Chúng tôi đã tiếp đón và hỗ trợ điều trị cho hàng trăm bệnh nhân ung thư, giúp họ có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Thay mặt tập thể, cán bộ nhân viên của phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Nhờ sự đóng góp quý báu của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã có thêm nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến cho bệnh nhân ung thư những điều trị tốt nhất. Xin chúc mừng các nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính chúc các bệnh nhân ung thư luôn mạnh khỏe, lạc quan và sớm chiến thắng với căn bệnh ung thư. Chúc người nuôi luôn có nhiều nghị lực, niềm tin để đồng hành cùng bệnh nhân trên con đường chiến đấu với bệnh tật. Xin trân trọng. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, nhân dịp 48 năm ngày sinh nhật cha Vero Nguyễn Văn Tường, 2 tháng 7 năm 1977, 2 tháng 7 năm 2024, cha Tường là người sáng lập phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Ban lãnh đạo phòng khám xin trân trọng gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, nhân viên, bệnh nhân ung thư và người nuôi, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, bệnh nhân ung thư và người nuôi hãy hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật của cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Ý nghĩa của ngày sinh nhật cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Ngày sinh nhật cha Pedro Nguyễn Văn Tường là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến công lao to lớn của cha Pedro Nguyễn Văn Tường trong việc sáng lập và xây dựng phòng khám cha Tường thành một cơ sở y tế uy tín, chất lượng, góp phần cứu chữa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng trăm bệnh nhân ung thư trên cả nước. Đây cũng là dịp để chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với cha Pedro Nguyễn Văn Tường, người thầy thuốc tận tâm, người cha nhân ái luôn hết lòng vì bệnh nhân. Ban lãnh đạo phòng khám cha Tường tin tưởng rằng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể, cán bộ, nhân viên, bệnh nhân ung thư và người nuôi, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật cha Pedro Nguyễn Văn Tường sẽ diễn ra sôi nổi, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại phòng khám cha Tường của chúng cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Xin trân trọng. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà non
Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn.
bao giờ con thấy Chúa sống lênh đênh trên chiếc thuyền mộng manh. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống bơ vơ nơi chốn quê người mà thương. Nhưng con đâu có ngờ, bao lâu nay, bao lâu đến giờ, mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bác truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến
Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60, đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.